sát thương để cho Eren có thể bắt chết được vào những chất tướng thiếu cơ động và móng mỏng, ví dụ như là Lux chẳng hạn, hoặc là ngoài ra thì trong những hai chất mục tiêu khi có Z của Eren sẽ có thể tạo được rất nhiều áp lực lên người đi rừng mình đi qua đồ fix với bà Savannah. Họ mất đi tốc biến thiêu đốt và tốc biến của Zeki. Khoan đã, đây muốn ăn cua thành công, tốc biến lên và dồn sát thương, chiến công đầu dành cho người đi chơi được Baron của bạn đến từ Mà Galaxy. Nhưng đây là một tướng đúng hơn rất nhiều, ba người bắn trụ rất hợp lý, một người nằm xuống, đó là pha né rất hay từ Zeki. Anh ta bẫy đối phương vào một pha đi ngược vào trụ bên phía bên kia một nhịp, nhưng khoan đã, bây giờ anh ta làm sao chịu được để chiêu cuối tung ra, chiêu cuối Galo đâm xuống hất tung ngược trở lại Zeki, và họ chỉ dùng chiêu cuối Galo để chạy những tốc biến lên cho chính xác Aruban. Anh ta có cho mình đó là một cây gói chất nổ để chạy về thành công, tay rất to nhưng đó khi đó thì bên phía Quang Rodrick ý thức được sức mạnh đội hình của họ ở thời điểm này vẫn chưa hơn đối phương, họ muốn đổi mục tiêu. Ui, nhưng Zeki đã bay lên và đeo chỗ chưa nhả kè nước, chưa biết thuộc về ai, nhưng ở thời điểm hiện tại Quang Rodrick đang có được rất nhiều mạng gục, có được hai mạng gục bên phía đối phương, đó là Chami cùng với Eren, mặc dù những tuyệt vời thời điểm hiện tại thì lượng tiền đang cân. Và đây là Rò đang dính quá ánh sáng, tại đây mình dùng sát thương. Rò đang cố gắng để có thể lên về, anh ta không lên về được. Được rồi. Bây giờ Zeki đang thi đấu hơi sâu trong vệ tinh đối phương. Anh ta còn một miếng máu, anh ta quay ngược trở lại. Sử dụng một cú hơi thở của rồng, cú ném của Demarcan không dính vào người Zeki rất đang dành cho anh chàng này. Tốc biến qua cái tình huống mà đối phương nổ lông cướp vào đồng đội anh ta. Và anh ta chó ánh sáng trúng vào người bên phía bên kia, rất ảo. Nhìn cực kỳ ảo luôn, nhưng đây là pha solo kill hàng tài của Aruban. Và thêm một lần nữa, Aruban chứng cho mình vị tiêu chính xác. Ứng cho mình đó là đồng hồ ngưng động ở dưới tâm chân trụ. Và tạm thời Rò vẫn đang sống sót được. Tình huống cầu vượt tối thượng trong góc hẹp đã gỡ lại tất cả dành cho Quadro Freak. Và đây tình huống lao vào đến từ các thành viên của Nick Balassi. Trước khi lao vào, có sự nhận thấy Akali theo bên phía bên kia thì Baru dứt điểm được một người. Đó là vị trí của Dot. Bây giờ ta đang phải bỏ chạy. Chami đang truy đuổi ở vị trí của ta, siêu bao điện cục được ném là không chính xác. Baru vẫn có đồng hồ cát nhưng không có ai cover cho anh ta để có thể về cả. Baru buộc phải lên bàn đếm số. Cú cầu vào tối thượng lần này của Akobat thì không trúng vào ai. Và ta trong bài thi đấu này một tình huống cú đâm cung lý hấp tung là hay đến từ vị trí của Raw. Bây giờ thì nó chỉ còn một ít máu mà thôi khi Dura trúng hai. Bên phía bên này, con rồng được ăn thành công các thành viên của Nick Magalasi. Zeki đã cố gắng để có thể gọi anh ta thấp máu quá và ta đã phải lên bàn đếm số. Akobat đang kẹt lại đây, ta cần sử dụng đồng hồ cát của mình, sử dụng lắp kính phòng hộ. Rất nhiều giáp ảo được búp lên người của Akobat và cái hướng mà anh ta tốc biến cũng là rất chì. Đến khi không còn bao nhiêu máu cả, càng đột việc biết rằng đây là cơ hội dành cho mình để ăn con rồng ngàn tuổi này. Rò đang cố gắng lấy tầm nhìn ở đây, đồng đội ta đang ở đâu, siêu bom địa ngục thả vào, nhưng rồng ngàn tuổi dành cho thành viên của càng đột việc ứng dụng hồ cử động vẫn còn sống. Renekton trong tay các thành viên bên phía Nước Ma đã phải lên bảy điểm số, nhưng họ càng đột việc bước đi cho mình một lính siêu cấp ở khu vực trên. Tiếp tục là những pha thi đấu vô cùng xuất sắc đến từ vị trí của Acrobat. Chúng ta cùng xem pha thi đấu đầy đã. Cầu vòng tối thượng là không chính xác vào vị trí của đội bóng chơi đầy đã. Siêu bom địa ngục được quăng ra, không gây được quá nhiều sát thương. Một cú thùng đủ nổ đẩy văng được các thành viên của bên phía Nigma Galaxy về. Và Zeki đang hóa rồng lao và Zeki đã bị đổ vô sát thương. Zeki mất giáp rồi, xin rồi. Trong khi đó thì Maru đã dứt điểm được Chami. Nhà chính đang bị bao, nhà chính đã nổ. Như vậy chỉ là 1-0 dành cho các thành viên của Quantum Freak trong bài thi đấu đầu tiên này. Siêu giáng thế của mình bay ra hai cặp các thế giới dạng hơn. Còn đội hình từ bên phía một cái học thức một đội hình này, nếu như không phải là một đội Hàn Quốc thì chúng ta chỉ có thể thấy một đội Hàn Quốc mà thôi. Đây là một đội hình rất khó đánh, một đội hình mà sát thương về cuối trận là vô cùng nhiều, tông và cố điều máu tàn. Đây là một dân cao của Nigma Galaxy vào rừng bên phía bên kia. Nó đang đứng đây nhưng mà nó là không đủ để hề giữ lại mùa xanh này, cần có thể sự trợ giúp. Và Zeki này bắt đầu tới rồi, lăn bụng ngược trở lại tấn công vào người của Raw. Raw khá thấp máu, nhảy lên bắn rồi, anh ta nhảy thẳng vào giữa ba người kia kia bắn, đó là Demon này. Anh ta vẫn nhảy ngược trở về được, mức máu là rất nhiều đến từ Nigma Galaxy. Họ đang phải bỏ chạy ở đây. Adrian, anh ta không còn tốc biến nữa và anh ta đã phải nằm xuống rồi. Tốc biến lên và đánh tiếp đến từ Raw, nhưng ta không chạm được vào bước nữa. Anh ta cũng kéo được khá nhiều chiêu thức của bên phía đối thủ và tạo điều kiện người đồng đội của mình có thể kiểm soát rồng thành công. Để pha lao vào đến từ vị trí của Maru, pha xoáy cầu là quá đẹp đến từ vị trí của Akobat. Siêu hùng giao thế được sử dụng không trúng vào ai cả. Bên phía của Nick Magasi đang muốn trả đòn, Tristana của Demon Kai có thể sẽ bị gạt lại một lối lên đến từ vị trí của Nod, không khống chế được vào vị trí của Demon Kai. Demon Kai vẫn đang có thể bắn được từ phía sau. Bốn người đồng đội đang đứng xung quanh anh ta để có thể bảo kê. Demon Kai đã dùng cú nhảy của mình chưa tiếp cận vào ba thành viên kia, nhưng cú nhảy tam bộ kiếm của Chami là quá tốt và đây là hủy diệt dành cho Nigma Galaxy. Tiếp tiếng mà nó rất nhanh đến từ bên cài. Zeki đang khởi động con rồng lửa này, anh ta đang khởi động rồng tương đối là liều lĩnh và thùng lửa đổ hất văng được Eren về. Eren bị dồn sát đường, anh ta có đồng hồ các lửa bóng của ta là không quá nhiều nữa, ta vẫn có thể lùi về được, ta vẫn có lực giáp.
và anh ta kịp thời để lại một cú vòng vây đột kích là rất tuyệt vời. Trong khi đó Demon Kai vẫn đang được bắn từ phía sau, anh ta bây giờ bị bắt đầu tiền đến, nhưng cái khả năng nhảy liên tục của Demon Kai là quá đáng sợ trong trận đấu thi đấu này. Nhưng đội hình của Quadric bây giờ còn đến hai người, trong khi đó Genji đang phải bỏ chạy, anh ta đang bị sát chết tiêu đốm và Genji cũng đang phải lên bàn điểm số. Thì anh ta rất cẩn trọng cắm mắt vào bụi trước khi vào bụi đó ở khu vực dưới đang pha sấy cầu. Và người bị lên bảng đến số đầu tiên đó chính là người trên thị trường của Nick Magazzi. Triple kill trả ngược lại Chami. Chami đang chém vô cùng dữ dội và được nhảy triple kill cho Chami. Đây sẽ là quát là kill hay không? Đang có một người đấm hồng hồ trước mặt anh ta bị đấm ngược trở lại. Chắc chắn là nằm. Maru đã phải nằm. Demon Knight là người bắn phát bắn cuối cùng để dứt điểm. Phải lên bài điểm số một mình nốt phòng thủ. Có lẽ là không đủ, anh ta đang muốn dọn xe, thùng đủ đổ để giải quyết con xe này. Nhưng phía sau, các tuyển thủ Nick Malazzi vẫn còn một đất lính nữa. Họ đang bao gia chính. Nốt đang cố gắng để có thể phòng thủ như một mình anh ta. Là quá khó để có thể giữ lại được vài thi đấu này dành cho Quadric. Tỷ số là một đều trong trận thi đấu cuối cùng này. Như vậy là chúng ta xa là Varus mà thôi. Ba con sát thủ này chắc chắn sẽ gây rất nhiều khó khăn dành cho một chất tướng máu mỏng như là Morgana ở trong tay của Chelsea ở trong bảng thi đấu này. Có thể nói là sự lựa chọn Morgana đi đường của Chelsea ở trong bảng này khá là liều lĩnh đó. Liều lĩnh rất nhiều sự thách thức đang được Nick Magalassi gửi đến Quadric ở trong ngay bảng thi đấu thứ ba này. Với cùng một nên có mặt rất kịp thời để hỗ trợ cho Maru có thể giải tỏa áp lực. Chúng ta là bốn người của Nick Magalassi. Một pha sử dụng chiến đấu ra là khá hay từ vị trí của Ro. Tạp chết, xin lỗi các bạn. Ôi khớp là vị trí của Nick. Chết ngay trong đền trụ. Còn Ro thì có thể lùi về được với một chấm máu. Anh ta vẫn còn tóc biến và ta rất trâu với đường tiên lên của mình. Và một đó là một cú và một tối rất nhạy cảm của Chachi vào cái buổi này. Không chế là được kịp dậy đến từ vị trí của Ziki. Lúc này vẫn là những tình huống đánh thẳng mặt của Nick Magalassi dám quay trở lại giao tranh của thi đấu này. Tóc biến rất an toàn của Chami. Sứ giả được kéo ra và nó đang đi ngược trở lại hang sứ giả hồi máu khúc được. Trừng phạt thành công từ Ziki rất tỉnh táo. Bên phía bên kia bản đồ, Ro đang cố gắng bắt lại Non. Non tốc biến bỏ chạy với tốc độ mình, tốc biến theo đến từ Aaron. Và đó là pha dùng sát thương rất nhanh chóng đến từ Chami. Họ có dám bước vào hang động hay không? Máu của Ziki cũng không còn phải là nhiều nhặn cho Cam cả. Asho đang có mặt ở đây, anh ta tung bóng của mình ra, xuất bóng mình ra và đang chém rồng còn 140 máu, 300 máu, 139 máu. Và rồng được giữ lại dành cho Canopic dưới tay của Asho. Non là người kẹt lại, Non nó phải làm xuống. Và đó là tình huống mà Aaron Ziki đang vào và kéo con sứ giả Kendrick ra. Họ đang khá tự tin, Kendrick có người cover bên phía bên phải là nó quay ngược trở lại, trảm hồn chúng hai người. Dùng sát thương và Zerchi biến mất quá nhanh thêm một người nữa. Với chiêu cuối của mình, Acrobat đã tiễn thêm một người nữa bên phía bên kia là bạn đó là Chami. Bây giờ lợi thế quân số, họ ùa lên tấn công hành vi của bên phía Nigma Galaxy. Nigma phải rút lui trong tình huống này và sứ giả dành cho Kendrick. Chết thông báo cho các thành viên của anh đã có mặt đây. Ngay lập tức là trả ngược lại. Rồi lại trả hồn. Chỉ chờ đến từ vị trí của Nod. Và giao tranh đã được chỉ là sự rồi đã được bắn. Và lần này thì Nod đang vào giao tranh là khá đẹp. Acrobat đang lựa chọn góc để có thể sản xuất thương. Nhưng ta từ nãy giờ vẫn chưa thể làm gì được. Aaron chạy đường cùng với Demon Kai thì vẫn đang kẹp gặp nhau là rất chặt. Demon Kai vẫn đang được có thể bắn. Zeki đang là mục tiêu nhắm đến với các thành viên Nigma Galaxy. Zeki nhảy đi nhưng con rồng thì đã được về cho các thành viên của Nigma Galaxy rồi. Demon Kai tiếp tục muốn bắn vào các thành viên của mình đối và ta có được triple kill trong ván thi đấu này. Một tình huống bắn trời chiến, anh ta đánh bất kỳ một tướng tăng nào, anh ta tốc biến và làm cái gì đó cả, lao ngược trở ra. Đây chỉ là một tình huống dụ Anbaron mà thôi. Họ nhắm vào một người, đó là một cái nào của Mana vẫn chưa phải nằm xuống. Bên phía bên kia một người bị kẹt lại, đó là Nod. Nod không thể nào tỉnh nổi cả. Thêm tình huống tốc biến lên và kinh lực double kill dành cho Demon Kai. Demon Kai vẫn chưa muốn dừng lại. Thêm phát chém này chăng, triple kill dành cho Demon Kai. Phát hiện ở trên bản đồ thôi, Acrobat đang nỗ lực tung ra những mũi tên xuyên qua của mình. Anh ta bị tìm đến bởi vị trí của Chami và Acrobat. Những tố rất quan trọng trong công phòng thủ của Quadric ở thời điểm này đã phải lên bàn điểm số. Đồng nghĩa với việc chiến thắng đang nằm trong túi các thành viên của Nigma Galaxy. Họ đã bao giờ chính. Trước đó thì họ sẽ lấy thêm một bàn hạ gục nữa của Maru. Và họ sẽ gần gọn gàng kết thúc đi ván thi đấu thứ ba này.